này thì chắc chỉ một máy bể, một cái máy bể các bạn. Chút xí chuông cảnh báo nữa. Máy chấp nhận mất ạ. Chấp nhận rồi. Nó đâu mình cũng không đi xa đến như này. Thôi. Trời tối rồi. Anh em chấp nhận mất cái flycam. Đây là hộp flycam của mình. Và mất rồi. Mất rồi thì thôi, không biết làm sao bây giờ. Mệt mỏi quá. Ừ, okay. Ok. Em chắc chắn là nhớ đường ra chứ. Ừ. Đi. Không sao. Em cứ đi đi. Mặt trời đang lặn rồi không? Bây giờ là về. Muộn đấy. Xe lại còn ở xa cách đây cả cây số. Em gọi điện cho có ai giúp được không? Ừ. Đường thì cứ đi là tới thôi. Nói chung là hơi buồn nhưng mà vui vì là có anh em mình cái gì cũng đi cùng nhau đúng không? Anh em có rất là nhiều kỷ niệm, chuẩn bị rời khỏi Đài Loan rồi. Và đây là một trong những kỷ niệm. Đúng không? À, cái sự việc này đấy là sự nông nổi mình cho flycam bay quay ở trường. Nhưng mà gió to quá thế là cuốn flycam bay đi tầm khoảng có đến 4 cây, 5 cây không nhỉ? Cái hơn thì quay đi rất là xa. Nói thật với mọi người, toàn người mình bây giờ như một con trâu đất bẩn thỉu. Đường ra như nào đây? Bây giờ mình quá mệt mỏi rồi và chỉ còn biết đường đi đi ra. Ê anh nghe tiếng không? Nghe tiếng tiếng gì thế? Tiếng máy ở đây. Trong ba lô anh à? Ừ. Cảm ơn anh. Đi rồi. Xong. Tạm biệt khu rừng và tạm biệt cái flycam. Anh em trở về. Để nó gửi lại với khu rừng này. Đây là em mình. Và hai anh em đã có một trải nghiệm rất là đau khổ trong cái khu rừng này. Trong đau khổ, ngoài buồn nhưng trong vui. Ừ, trong vui. Vui vì lúc nào hai anh em đi cùng nhau. Ở lại Đài Loan nếu mà nhớ anh thì gọi nhá. Thôi được, không sao. Ít nhất là hai thằng mình vẫn đi cùng nhau nhỉ em. Cuối cùng mình đi cùng nhau. Cuối cùng mình vẫn đi cùng nhau. Lúc đầu sang đây đi cùng nhau. Ừ. Cuối cùng trước đi về rồi vẫn đi cùng, vẫn đi cùng nhau. Chỉ tiếc là giữa đoạn mình không đi cùng nhau. Thằng đạo có bổ. Cái cảm giác lúc đấy nó cũng không buồn lắm đâu. Nhưng mà hôm nay trời mưa, thế là tự nhiên lôi đồ ra để dọn dẹp. Nhìn lại cái hộp flycam buồn nẫu ruột. Thế là mình quyết định làm cái clip này các bạn. Thật sự là rất là mệt. Bây giờ là Nhi đang đợi em đúng không? Thôi mày đói mày. Đây là chó của em rồi. Ủa.
ngồi đây nghỉ với anh.